Xin giới thiệu cho quý vị các bạn về cái sơ đồ công năng của một cái ngôi nhà vườn mái Nhật với cái tổng diện tích xây dựng công trình lần này là bằng 120 m². Kích thước công trình hiện tại là bên mình đang làm là bằng 10 m, chiều sâu là 10 m, chiều rộng là 12 m. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem. Trước tiên thì chúng ta đi vào công trình, đây là phần sảnh chính. Sau đó thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ 01 được 15 m², phòng ngủ 02 được 11 m², phòng ngủ 03. Đó, tất cả các cái phòng ngủ này thì đều nằm ở những cái cung tốt cho một cái ngôi nhà. Và phòng khách này chúng ta đang được khoảng tầm 30 m², rất là rộng rãi để chúng ta có thể là nhà có công có việc xung vầy thì chúng ta sẽ ngồi đây. Và đây chính là cái khu vực phòng bếp nha các bạn nhé. Tất cả cái khu vực vệ sinh thì bên mình đang đẩy ra những cái cung xấu ở đằng sau của một cái ngôi nhà. Vậy nên các bạn nào muốn có một cái bộ hồ sơ tốt chất lượng như cái công trình của nhà anh Lưu Quang Khánh này thì các bạn hãy liên hệ với Cường với số điện thoại là 0988 799 32, thì là Cường sẽ trực tiếp mà là tư vấn thiết kế cho quý vị các bạn để quý vị các bạn có cái công